Chào mọi người, trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm tự học IELTS tại nhà. Vở học sẽ gồm bao nhiêu quyển và ghi chép từng kỹ năng như thế nào? Thật ra thì tùy vào phong cách học và sở thích ghi chép của mỗi bạn mà cái việc phân chia vở học nó sẽ khác nhau. Trong video này thì mình xin chia sẻ các vở học mà Huyền đang dùng và cách Huyền ghi chép bài học cho từng kỹ năng như thế nào. Thật ra các phương pháp sử dụng trong video này của Huyền có thể phù hợp hoặc là không đối với một số bạn, tuy nhiên là Huyền mong rằng video sẽ có một phần nào đó hữu ích với các bạn nhé. Thông thường Huyền sẽ có 3 quyển vở chính để ghi chép, đó là quyển Vocab, Speaking và Writing. Còn đối với Listening, Reading và Grammar thì thông thường Huyền sẽ ghi chú ngay trong sách mà Huyền đang học, chứ không sử dụng vở riêng. Đầu tiên Huyền sẽ nói tới kỹ năng Speaking, một trong những website mà Huyền học từ vựng và ý tưởng cho các chủ đề trong Speaking. Đó là ielspeaking.co.uk. Huyền sẽ để link website này ở bên dưới phần mô tả. Và hôm nay Huyền sẽ ghi chú mẫu một bài học IELTS speaking mà Huyền tự học tại nhà cho các bạn ha. Thông thường thì Huyền ưu tiên ghi chú từ vựng và ý tưởng theo chủ đề. Cái chủ đề chính thì Huyền sẽ viết khá là to trên đầu trang giấy để sau này khi mà mình cần ôn lại, mình cần tìm lại thì mình sẽ dễ dàng tìm được cái chủ đề mà mình muốn ôn. Và sau đó bên góc phải, ngay cạnh cái chủ đề thì Huyền sẽ ghi nguồn bài học, thông thường sẽ là nguồn website hoặc là nguồn sách mà Huyền đang học. Đối với speaking thì khi ghi chú, Huyền sẽ ưu tiên ghi chú các cụm từ vựng thành ngữ, phrasal verbs, rồi collocations, và kèm theo sau đó là một cái câu trả lời mẫu có chứa những cái cụm từ đó. Và để nhớ được những cái cụm từ này thì sau khi Huyền ghi chú xong, Huyền sẽ cố gắng tạo ra các câu trả lời cho riêng mình mà có áp dụng cái cụm từ mà mình đã từng ghi chú. Và trong quá trình tự học speaking tại nhà thì Huyền không học thuộc lòng các câu trả lời, mà Huyền sẽ dựa trên các cái ý tưởng và từ vựng của những cái câu trả lời mẫu đó để hình thành nên các câu trả lời cho riêng mình. Học như vậy thì sẽ đỡ áp lực hơn cho mình. Và vì đó là câu trả lời của riêng mình, do chính mình tạo ra, do đó mình sẽ nhớ nó lâu hơn. Huyền sẽ để link một số cái website tự học speaking kèm theo link PDF tải tài liệu và hình ảnh mà Huyền, một số cái hình ảnh vở học Huyền ghi chú được ở nhà ở dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Đối với hai kỹ năng là listening và reading thì như Huyền đã nói ở trước là Huyền không có vở riêng cho hai kỹ năng này. Sau khi giải đề xong, Huyền sẽ phân tích lại bài và nếu mà có từ mới hoặc là từ đồng nghĩa cần học á, Huyền sẽ ghi vào quyển vở vocab hoặc là thông thường Huyền sẽ ghi vào một tờ giấy note và dán ngay trên cái bài học mà Huyền đang phân tích. Nếu mà bài học đó có quá nhiều từ mới á, để đỡ áp lực ban đầu bạn chỉ nên ưu tiên học từ mới trong câu hỏi và câu chứa đáp án là được rồi. Và với hai kỹ năng này thì mình cần phải đặc biệt lưu ý tới từ đồng nghĩa, bởi vì đây là một trong những cái chìa khóa để giúp mình tìm được đáp án. Đối với grammar thì hiện tại Huyền không có vở riêng mà Huyền sẽ highlight và ghi chú trên chính cái bài học mà Huyền đang học. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay Huyền sẽ ghi chú mẫu một bài học grammar cho các bạn xem thử nhé. Khi ôn lại ngữ pháp thì Huyền thường không ôn theo thứ tự trong cái bài học của sách, mà Huyền sẽ mở ra cái phần mục lục và dò xem là mình đang cần ôn lại chủ điểm nào. Trong video này, giả sử Huyền đang ôn lại chủ điểm mạo từ đi, thì Huyền sẽ ghi chú lại một cái bài học về mạo từ A, Under và Zero Article cho các bạn xem thử. Tiêu đề của các kỹ năng thì Huyền sẽ thường viết kích cỡ lớn như nhau và bên phải tiêu đề luôn là cái nguồn bài học. Đối với ngữ pháp thì Huyền đặc biệt lưu ý tới công thức và ví dụ. Khi mà ghi công thức thì Huyền luôn ghi kèm thêm một hoặc là một vài ví dụ để khi mà mình xem lại thì mình sẽ hiểu được cái công thức đó ok hơn. Và một trong những cái phương pháp Huyền thường áp dụng để phân biệt các phần khác nhau trong bài đó là color coding, là mình sẽ sử dụng màu sắc để quy định cho từng phần trong bài. Ví dụ như là trong bài mạo từ này thì Huyền sẽ dùng màu đỏ cho mạo từ the, màu cam cho an và màu xanh lá cho zero article. Chúng ta có thể kết hợp học từ vựng ngay trong quá trình chúng ta học ngữ pháp. Nếu mà bài học ngữ pháp đó có từ mới nào thì chúng ta có thể tra từ điển và ghi chú từ mới ngay bên dưới bài học ngữ pháp. Và khi ghi từ mới thì Huyền vẫn áp dụng theo kiểu ghi mà Huyền học được từ hồi năm lớp 9, đó là ghi từ mới tới phiên âm, tới từ loại của từ mới đó, tới nghĩa tiếng Anh, tiếng Việt và tới một ví dụ chứa cái từ mới đó. Với writing thì một trong những cách Huyền tự học IELTS writing tại nhà đó là phân tích bài mẫu. Và nếu mà có thời gian thì Huyền sẽ chép lại bài mẫu đó vào vở, sau đó thì Huyền sẽ phân tích, highlight các cụm từ hay, cấu trúc, ngữ pháp, ý tưởng, v.v.
Còn nếu mà không có thời gian và cần ôn gấp á, thì Huyền sẽ ưu tiên in các bài mẫu đó ra giấy rồi phân tích. Huyền sẽ đính kèm link tải các bài mẫu ở dưới phần mô tả cho các bạn. Và khi mà ghi chép bài mẫu á, thì Huyền sẽ ghi chủ đề chính của bài mẫu đó theo phông chữ lớn, cũng giống như Huyền ghi chép những cái chủ đề cho các kỹ năng khác. Bên phải sẽ là nguồn bài và dạng bài. Sau đó thì Huyền sẽ ghi chú lại đề và ghi 3 phần mở bài, thân bài, kết luận. Phần quan trọng nhất đó chính là cái phần phân tích sau khi mà mình đã chép xong cái bài mẫu đó. Huyền sẽ đọc lại cái bài mẫu đó nhiều lần để highlight các cái cụm từ hay nè, cấu trúc ngữ pháp giúp ghi điểm, và sẽ cố gắng hết sức áp dụng những cái từ vựng vừa ghi chú vừa mới highlight vào những cái bài có đề tương tự. Bên cạnh đó thì đối với từng bài mẫu, Huyền sẽ tập trung tối đa vào cái việc phân tích ý tưởng của từng khổ thân bài, cái cách tác giả triển khai các ý tưởng đó như thế nào, và Huyền sẽ ghi các ý tưởng này trên những cái tờ giấy note và dán ngay dưới cái bài mẫu mà Huyền vừa ghi. Trong quá trình phân tích, nếu mà có từ vựng mới thì Huyền cũng sẽ ghi chú những cái từ vựng mới đó ngay dưới cái phần bài mẫu. Vừa rồi chính là một số chia sẻ của Huyền về cách chia vở học IELTS tại nhà, cách ghi chép đối với từng kỹ năng. Thật ra thì có rất là nhiều cách ghi chép khác nhau. Huyền nghĩ là mọi người cứ thử đi để chọn ra được cái cách ghi chép, cách học rồi cách chia vở phù hợp nhất đối với mình. Huyền sẽ đính kèm link tải một số hình ảnh vở của Huyền khi học IELTS tại nhà. Kèm với đó chính là link tải một số tài liệu tự học ở dưới cái phần mô tả cho các bạn ha. Mong rằng video có phần nào đó hữu ích với mọi người, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.